Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xưởng Ngũ Gia Lốc. Và em là Thắng Tài Lộc đây. Và trong video clip ngày hôm nay thì em rất vinh hạnh được giới thiệu với tất cả các bác một bộ sản phẩm mà thực sự ra bộ sản phẩm này phải được gọi là siêu phẩm. Siêu phẩm Nghe Bảo Đình hàng Vân tuyển chọn có 102 của Xưởng Ngũ Gia Lốc. Và bộ sản phẩm này thì bên cơ sở em đang hoàn thiện cho một bác khách. Vâng, bác đã đi tầm 400 cái cây số để đến với tận cơ sở em để ký kết bộ sản phẩm. Và hiện giờ thì bên cơ sở em đang đánh giáp cũng như là đang phun nót để hoàn thiện bộ sản phẩm này. Và khi một bộ sản phẩm đẳng cấp như thế này thì bên cơ sở em lúc nào phải hoàn thiện đúng 7 lớp sơn các bác nhá. Gồm 4 lớp sơn nót và 2 lớp sơn màu bóng và 1 lớp sơn là BU chống mốc và xước. Và bộ sản phẩm này thì bên cơ sở em làm gồm 6 món, gồm một đoạn dài và hai ghế nhỏ và một bàn và hai đôn, một đôn cao và một đôn thấp. Và không để các bác chờ lâu nữa thì sau đây em xin giới thiệu các bác chi tiết bộ sản phẩm Vân vô cùng là đẹp các bác ạ. Vân đẹp như ngọc trinh luôn. Vâng, bộ sản phẩm này Vân đẹp như ngọc trinh mặc áo bikini. Và nó đẹp ở mức độ nào thì sau đây em xin quý khách hàng khoảng 3 phút để giới thiệu chi tiết sản phẩm. Trước khi em giới thiệu, rất mong các bác hãy dành cho em nút like và nút đăng ký kênh ở cột bên phải video này. Mời mọi người ạ. Vâng, trước mặt các bác đây là bộ sản phẩm bên cơ sở em làm theo đơn đặt hàng của một bác khách. Và bộ nghe đỉnh này bên cơ sở em chọn hàng Vân siêu siêu VIP nha các bác nha. Hàng Vân siêu VIP luôn. Đây, mời các bác có thể thấy. Đây, đây là chiếc đoạn dài này. Cột là cột không tâm nha các bác ạ. Cột không có tâm và Vân siêu đẹp. Đẹp từ trong ra ngoài. Rồi, không có điểm để chê luôn các bác ạ. Các bác nào mà đam mê đồ gỗ thì bộ sản phẩm này thì không thể bỏ qua được. Các bác có thể thấy không? Nhìn cái chương này. Màu gỗ bên cơ sở em chọn đều vất. Chinh phục những bác hàng, bác khách nào khó tính nhất luôn. Cứ bác khách nào mà yêu cầu càng cao em lại càng khoái. Vâng. Tại vì thực sự ra bên cơ sở em có thể đáp ứng được mọi khách hàng và mọi yêu cầu của tất cả mọi người. Đây các bác phải thấy nhìn cột bên này, Vân của cột bên này với Vân của cột bên kia, bên cơ sở em chọn lựa ra một cách cực kỳ là kỹ càng, rất kỹ càng. Và đặc biệt là cái te này, u lê ơi, Vân nó te này. Cái đây các bác phải thấy Vân siêu siêu đẹp chứ không phải nói là đẹp nữa rồi các bác ạ. Đây, tay nghe này bên cơ sở em làm tay nghe nguyên khối. Tay nghe nguyên khối đẹp cực kỳ là đỉnh. Vâng. Bộ sản phẩm này đến Covid-19 nhìn cũng phải kinh kinh nha. Đây, tiếp đến thì bên cơ sở em thì xin giới thiệu với tất cả các bác là cái vách này. Cả cái tấm vách này bên cơ sở em làm vách liền nguyên một tấm nha các bác nha. Vách liền nguyên một tấm và dày là 4 phân các bác ạ. Đục bát tiên. Đục ba tiên và dày là 4 phân. Và ba ông bức, ba ông ở dưới này thì bên cơ sở em đục ba ông tam đa, phúc, lộc, thọ. Và ba ông phúc lộc thọ này cực kỳ là ý nghĩa. Và nó nhìn như là một bức tranh vậy các bác ạ. Một bức tranh nguyên khối, cực kỳ là chất. Và riêng một tấm gỗ này thôi, đôi khi phá ra cả bộ bàn ghế ra, lấy được cái vách này mình bán đi đôi khi vẫn còn lại. Vâng. Đây các bác ạ, các bác thấy cực kỳ đẹp. Và hai bên thì là hai ông tiên, một bà tiên thì là cưới phụng hoàng. Phụng hoàng thì tượng trưng cho phái phái yếu. Vâng, phái đấy, phái đẹp. Vâng, phụng hoàng và rồng. Và ông tiên thì cưới rồng. Rồng thì tượng trưng cho sự quyền uy và phái mạnh, cực kỳ là chất. Và bộ sản phẩm này đấy các bác phải nhìn những sợi vân này. Đây, các bác phải nhìn kỹ lại những sợi vân. Bên cơ sở em làm phải nói là vân siêu siêu đẹp luôn, rất đẹp. Và bộ hàng đặt lào bên cơ sở em cũng như vậy nha các bác nha. Các bác cứ yên tâm, đặt bộ sản phẩm lào bên cơ sở em cũng đẹp như vậy luôn. Và tiếp đến thì đây là chiếc ghế đơn các bác. Chiếc ghế đơn này bên cơ sở em làm với kích thước phủ bì là 98 và cao từ chân lên trên đỉnh là 1m37 và sâu là 65 phân.
sâu 65 phân. Đây, các bác lại tiến lại gần để xem những sợi vân này các bác ạ. Vân rất rất đẹp luôn. Đây, rất đẹp. Những sợi vân này là cực kỳ là huyền ảo. Bên cơ sở em chọn lựa cực kỳ là kỹ càng. Và trong cái giai đoạn khó khăn thời kỳ dịch bệnh như thế này thì các bác nào mà là cao thủ đặt hàng đặt vào trong những thời điểm như thế này thì sẽ luôn luôn sẽ được những bộ sản phẩm cực kỳ là đẹp. Và thực sự ra là trong thời gian này bên cơ sở em lọc ra những cây gỗ vô cùng là to. Và em bản thân em đi mua gỗ cũng mua được những cây gỗ vân nó vô cùng là đẹp. Nên là các bác nào mà có ý định muốn mua bộ sản phẩm cũng như là muốn đặt những bộ sản phẩm thì cứ đặt trước bên cơ sở em, đặt trước 2 đến 3 tháng nữa lấy cũng được, kể cả là cuối năm hoặc là 1 năm, 2 năm nữa lấy cũng được. Nhưng mà thời kỳ này em khuyên là mình cứ đặt trước, tại vì nó gỗ nó rất nhiều những cây đẹp. Và đặc biệt hơn là thợ thuyền thì em làm được thời điểm này nó cũng không vội, không gấp gáp, nên là sẽ chọn ra những cây gỗ nó vô cùng là đẹp như thế này. Và đặc biệt hơn là các bác đặt thời điểm này nó rất rẻ, nên là các bác nào đặt thì đặt trước thì bây giờ khoảng 3-4 tháng nữa thì kiểu gì nó cũng lên tầm độ 4-5 triệu, em dám khẳng định điều đó. Bởi vì bây giờ chỉ có mỗi xưởng gỗ bên em làm thôi, còn các xưởng khác là hầu như là người ta đóng cửa. Bên cơ sở em thì khách quen cũng như là các bác khách fan cứng bên cơ sở em đặt hàng cái số lượng rất nhiều và tin đặt niềm tin vào thắng tài lộc rất rất chi là nhiều. Nên là các bác, nên là em cũng xin chân trong video này em cũng xin cảm ơn các bác, xin chân thành cảm ơn, tại vì rất nhiều các bác luôn luôn đặt niềm tin vào cơ sở xưởng gỗ Đà Gốc. Em tưởng là thời kỳ dịch bệnh này là ít người đặt hàng, nhưng mà số lượng người tìm đến em thì rất nhiều, và em xin chân thành cảm ơn và tạo công ăn việc làm cho rất rất nhiều công nhân lao động bên cơ sở em. Vâng, mọi người thấy thì em xin giới thiệu tiếp là cái mặt bàn này bên cơ sở em là đục tứ linh nha các bác nha. Vì sao lại đục tứ linh? Thì những bộ nghê đỉnh thì và rồng đỉnh thì đục tứ linh nó với hợp phong thủy và cũng như là nó đúng lối các bác ạ. Nó đúng lối cổ, và đục tứ linh này thì tượng trưng bốn linh vật này thì tượng trưng cho quyền uy, rồng thì tượng trưng cho quyền uy, nghê đỉnh thì tượng trưng cho tài lộc cũng như là tiền tài. Quy thì tượng trưng cho tuổi thọ cũng như là sức khỏe. Phúc hoàng thì tượng trưng cho sự dẻo dai và nó cũng là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam. Đây các bác ạ, rất chi là đẹp và rất dẻo. Và bên cơ sở em đục sâu vào là một phân các bác ạ. Các bác có thể nhìn kỹ, đục sâu vào một phân, nhìn con nghê này bên cơ sở em làm rất chi là có hồn luôn, rất đẹp, phải nói là rất đẹp bộ sản phẩm này. Bên cơ sở em chọn lựa ra một cách cực kỳ là kỹ càng. Và tiếp đến thì đây là chiếc ghế đơn các bác ạ. Các bác có thể thấy thì chiếc ghế đơn này bên cơ sở em chọn lọc gỗ một cách vô cùng là đều. Và ngồi vào chiếc ghế đơn mình cảm giác có thể ngủ luôn các bạn. Có thể ngủ luôn và rất chi là thoải mái. Vâng, rất chi là thoải mái luôn. Và cảm giác vô cùng là chắc chắn. Riêng bộ nghe đỉnh này bên cơ sở em làm cảm giác vô cùng là chắc chắn và hàng đặc. Ngồi vào cảm giác mình rất thoải mái. Vâng, và bộ sản phẩm này của em thì gồm một đôn kẹp, và đôn kẹp này bên cơ sở em cũng đục một bức con rồng nha các bác nha. Đục một bức rồng và một đôn thấp kích thước là 40-40. Và cả bộ sản phẩm này sẽ kê chiếm diện tích là 9m2. Cả bộ sản phẩm sẽ kê chiếm diện tích là 9m2. Và các bác đang xem video hãy đừng quên like và comment giúp em. Có đặc biệt là có những ý kiến đóng góp bình luận nào thì comment ở phía dưới giúp em, hoặc là trò chuyện câu chuyện với em. Em rất khoái nói chuyện với các bác. Vâng, rất nhiều chuyện để nói. Vâng, và đặc biệt để các bác có thể thấy này, cái chân này, chân này bên cơ sở em là chân là đục đầu lân chân móng các bạn ạ. Đầu lân chân móng và đục một cách vô cùng là sắc nét. Cổ chỉ thì 3 tầng nha các bác nha. Cổ chỉ 3 tầng và yếm đục sen dẹo và đục hoa là tây, yếm dày 3 phân dưới các bác ơi. Yếm dày 3 phân dưới, rất dày. Dày 3 phân dưới cực kỳ là dày. Và khuôn tranh dày là 4 phân các bạn. Khuôn tranh dày 4 phân và ván dày 2 phân. Ván dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân. Rất đẹp. Và cả bộ sản phẩm này bên cơ sở em bán với giá chỉ có 55 triệu 800 mà thôi.
Em xin nhắc lại là giá của siêu phẩm này là 55.800.000. 55.800.000 là các bác đã sở hữu được bộ sản phẩm vô cùng là đẹp như thế này rồi. Mọi người có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0985 357733, 0968 882 852. Cơ sở em ở đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã bớt chút thời gian theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.